Thầy gành gì gà, em hỏi vài câu được không thầy? Đó, cái hỏi đi. Từ từ người ta nói chiến kê là gì vậy thầy? À, chiến kê là chiến, là chiến đấu á. Kê là gà. Chiến kê là gà, gà đá nè. Cái gà đấu nhau, gà đá là chiến kê. Vậy là gà kim kê là gì thầy? Kim kê là kim, là kim loại đó. Gà chiến kê là con gà nó làm bằng kim loại á. Vậy gà bảo kê là gà gì thầy? Bảo kê hả? Ừ. Bảo là quý, kê là gà. Bảo kê là gà quý. Thầy cho em hỏi tắc kê là gà gì? Tắc kê hả? Ồ, tắc kê đó giờ mới nghe gà tắc kê. À, tắc kê là con gà nó bị tắc cái đường ruột. Trời ơi. Nó bị tắc đường ruột, ta kêu tắc kê. Trời ơi. Giờ cho em hỏi tiếp con gà sao kê là gà gì thầy? Sao kê hả? Ồ, hỏi khó quá mày. À, sao kê là... Hỏi này em đi hỏi chị Hằng đi nha. Hoặc là em ra ngoài công viên Thủy Tinh á, em hỏi mấy người ngoài công viên á, người ta giải thích cho sao kê là gà gì. Vậy hả? Thầy bó tay. Sau này